giấy hai màu này, thay chân này. Dài loằng ngoằng rất dài. Đây có cây tử đây, vay chỉ 30. Thì phải cắt nào nó hết tay chân. Gần như bạn tán rộng quá. Cái tử ở đây rồi. À, không mét tay chân cái già nhỉ, cái hồi xưa ghép vào đây. Xấu à, mình mong đất thế mà sẽ bán rồi. Cái tử này mà chỉ còn sai để cắt bỏ hết đi. Ok.